về rồi các bạn ạ. Mình thấy nó ngó ngó ở kia rồi. Anh bắt nó nhá. Mày đâu về ấy? Hả? Em anh buồn cười nhở? Mày qua bên ngoài thì tao thấy mày ra ngoài cả một lúc rồi đấy. Mày đi đâu mày gặp ai? Hả? Mày lúc này mày cầm tiền của ai đi đâu ấy? Liên quan đến anh nhở? Mày đừng có vớ vẩn nhá. Anh rình bởi vì mày có nhiều biểu hiện lạ thì anh mới rình nhá. Anh hết việc để làm. Mày cứ đến giờ này tối tối là mày ra ngoài làm gì hả? Em thích đi chơi. Đi chơi với ai? Đi một mình đó hả? Em đi chơi bạn em. Người yêu em. Em phải đi theo em làm gì? Mẹ mày, đi về. Không phải là. Mày nói mày đi chơi đi, mày nói mày đi chơi với ai hả? Mày làm gì? Chơi với ai là quyền của em. Lúc này mày cầm tiền đi đâu hả? Anh hay thật đấy. Mày cầm tiền đâu? Hay thật đấy. Tao chả thấy hay gì, tao thấy mày hay đấy. Anh vào nhà đi. Mày chả vào đây. Mày ở đây, anh cứ ở đây đấy. Mày không khai ra mày đi chơi vai, tao cứ đi theo mày thôi. Nào. Anh còn cười đi thôi, em làm chứ không làm. Thích. Xịn nhè, mặc quần áo xịn sò nhờ. Đi vào nhà. Anh làm gì hay thật đấy. Thích. Con gái con đứa để anh hoan nấu cơm kìa. Hả? Mày không đi dọn cơm ăn đi. Anh ơi, con này không biết nó đưa tiền đi cho ai ấy. Cái gì? Con này này. Đáo nhỉ? Nghịch ngàng.